nó đi lắm. Quá bẩn luôn thật. Bụi bặm quá kinh. Nếu là tránh bụi thì nhà tôi là đều phải có cửa, phải đóng kín hết. Vẫn cứ thấy là nạ mà bà. Đó là thực trạng mà 3 năm nay, người dân thôn Gành Đá, thôn 2 của xã Trung Kiên, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc phải gồng mình vì những cơn bão cát do các bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép tại xã Trung Hà gây ra. Có mặt tại thôn 2 xã Trung Hà, nơi mà người dân cho là thủ phủ của các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, cũng là nơi xuất phát của các xe quá khổ, quá tải. Hàng loạt các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng với quy mô hàng nghìn mét vuông, có những bãi tập kết cát cao sừng sững như một ngọn núi. Xung quanh các bến bãi này có hàng chục tàu vận chuyển cát về neo đậu, được các máy múc, cẩu bốc xếp cát sỏi lên bờ. Cùng với đó, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn cơi nới thành thùng chở quá khổ, quá tải, dầm dập ra vào bến bãi lấy cát sỏi bấm nát đường dân sinh, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của những người tham gia giao thông. Trong khi ngay đầu ngã tư tuyến đường này được lắp đặt biển cấm xe có trọng tải trên 10 tấn lưu thông, thế nhưng không có bất kỳ bóng dáng lực lượng chức năng nào tuần tra hay kiểm soát. Đặc biệt, đường vào các bến bãi này rất lầy lội, tại các bãi không có cầu rửa lốp, nên mỗi khi xe vào ăn cát rồi lưu thông ra ngoài kéo theo đất bụi lên đường dân sinh, khiến ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt. Quá bẩn luôn thật, bụi bặm quá kinh. Người ta ở đây là cứ gọi là nếu mà không phải là ngày mưa như thế này thì là ngày nắng là gió thì thôi ăn cơm là cùng với cát luôn. Lâu rồi, bãi cát này nó nằm lâu rồi, mấy năm nay rồi. Cái đấy thì có cái gì đấy nó cứ ở kia thì gió nó bay chúng tôi chỉ hứng bộ chứ còn thì chả biết được, còn nó làm việc với trên cái khi nào chúng tôi chịu chả biết, chỉ biết là bây giờ thầu bến ấy thì nó gió chúng tôi chỉ được ăn cát. Ai có đêm máy nó múc nó cẩu suốt cả đêm nó bán hàng thì nó khua máy kìa, cái đây mới kia máy kia nó đứng kia nó múc thì xe nó chạy nó vào. Ôi rồi chờ gọi thì mọi ngày tôi cũng thấy kiến nghị mãi nhưng đứng đâu vẫn là đấy, vẫn cứ thấy là nạ mà bà. Đây này đống cát này là của ông Oai, cái này sau khi một thời gian là về đây làm thì không biết là bơm ở bên kia hay là múc ở sông này thì chúng tôi không biết. Thế bây giờ chỉ biết là cát này thường hàng ngày nó đã bay vào các nhà và bay ngược đi sông thì dân kêu rất nhiều từ ngày còn bơm của cái lòng sông bên kia. Nếu là tránh bụi thì nhà tôi là đều phải có cửa, phải đóng kín hết, đến khi mà mưa bão bên Tây thì nó hắt về bên này là nhiều nhất. Và thường thường đó là gió Đông Nam thì nó chỉ là một ít bụi nhỏ thì nó bay vào tất trong nhà. Xe quá tải, xe loại to mà xe 2-4 bánh á, nó đi suốt ngày suốt đêm mà nó không có hẹn giờ, hẹn giấc, giờ giấc nào đi cả. Thứ hai nữa là cái đường cái đằng sau nhà tôi đây, đây giờ cứ mỗi khi bây giờ bình thường như này thì là nó không sao, đến tí nữa hôm nắng lên cái là xe nó đi á, là nó cát nó vào đây này, nó bụi cứ như một làn khói nó vào đây. Cái xe này đi qua, xong tiếp lại đến một cái xe khác nó để đi, nó cứ thế suốt ngày suốt đêm. Mà đây có ý kiến là thôi các chú làm ăn lại, các chú làm thì các chú phải giữ môi trường cho gia đình. Thế đây như là xe nó đi, tôi ra, con nhà tôi ra bảo thì nó múc được tưới được vài lần, thế còn không tưới cứ suốt ngày suốt đêm. Tôi đi họp, chúng tôi đi họp có ý kiến mới ban là tiếp xúc cử tri á, của nhân dân, hội đồng nhân dân xã là có ý kiến rồi nhưng mà không ăn thua gì. Cái cơn gió nó vào, cơm đúng là cơm trộn cát, bát rau là rảnh là không bỏ, không ăn được nữa. Cái bát dư ra là cái nó nóng ở dưới cái bát. Mà những hôm mà sắp lễ để thắp hương, chưa kịp thắp hương thì cát nó đã bụi, sạn hết cả rồi. Có ý kiến rồi nhưng không ăn thua gì. Thì đây bụi hết đấy, coi là tóm lại là cát cứ ngày đêm là cái ông quét này là một tháng người ta thuê đâu chứ, à cái một năm hình thuê đâu chứ. Chỉ cát sỏi nhà chúng tôi là bụi hết cả trong nhà luôn. À bụi ảnh hưởng hẳn như cái tóm lại chưa không ngủ được gì. À, người dân mong muốn là chuyển bãi cát đi nơi khác để cho dân người tóm lại là nó yên ổn và đỡ bụi và thế. Còn chúng tôi bây giờ thì cũng không biết kêu ai cả. Chỉ biết kêu chứ các bác là gọi là phóng viên thì các bác bảo thì chúng tôi gọi là cũng lên tiếng thôi gì gần. Ở đây tóm lại là nhà tôi ở trong ấy nó có xa một chút nhưng mà nó cũng vẫn cứ bụi nhiều đây. Cứ quay thì kìa bụi. Quá bụi luôn. Tôi đóng cửa suốt ngày mà giường chiếu là lúc nào nó cũng bụi. Ngày lau 3 lần vẫn cứ bụi trắng tinh. Ngột ngạt lên, có lúc là ngột ngạt thì chúng tôi cũng chịu nổi. Ảnh hưởng chứ, nhiều lúc có tắc đường lắm. Nhiều lúc có thu luôn tắt chỗ này. Nó không tránh được, hai xe nó to quá nó không tránh nổi nha. Để làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Trung Hà trong công tác kiểm tra, xử lý các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép gây ô nhiễm môi trường, phóng viên môi trường.net.vn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trung Hà.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Trò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết. Cái việc mà người dân phản ánh trên địa bàn xã Trung Hà có cái bến tập kết vật liệu xây dựng thì cái tình trạng này, hiện tượng này là có. Trước đây thì địa phương tôi là có cho mấy hộ dân thầu đất làm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Sau khi mà họ trong quá trình thực hiện được hơn 2 năm thì kinh doanh và làm nuôi trồng thủy sản, trồng cây nông nghiệp nó không hiệu quả. Cái việc mà nuôi trồng thủy sản nó cũng không được nước chảy, nên là các hộ dân tự ý chuyển đổi sang tập kết vật liệu xây dựng. Cái việc mà xe chạy quá khổ quá tải ấy thì trong thời gian vừa qua thì cũng có hiện tượng. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì có cái hiện tượng là xe vận chuyển quá khổ quá tải đi qua cái địa phận của giáp danh giữa hai xã Trung Hà, Trung Kiên. Ở đây thì nó cũng có một phần không một đoạn đường ngắn là thuộc địa phận Trung Hà, thế còn lại sang đường tuyến đường của xã Trung Kiên là đường liên xã. Cái này thì địa phương cũng đã có cái động thái để yêu cầu các hộ bến khắc phục cho tu sửa hàng năm. Thì cái đây thì vừa rồi thì sau khi có ý kiến của người dân phản ánh thì chúng tôi cũng đã động thái là đã yêu cầu các hộ bến là phải tự khắc phục. Ngày 9 tháng 4 chúng tôi đã họp các hộ bến thì yêu cầu các hộ bến khắc phục, thì hiện nay các hộ bến đã và đang khắc phục. Trước câu hỏi của phóng viên, Ủy ban Nhân dân xã đã thanh lý hợp đồng, đình chỉ, xử phạt các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép này hay chưa? Ông cho rằng. Giai đoạn trước đây thì cũng đã có rất nhiều các đoàn là kiểm tra, đã xử phạt người ta năm nào xử phạt. Thế nhưng mà cái việc mà để đình chỉ thì nó thứ nhất là một là cái số lượng nó không nhiều, nên là chúng tôi chỉ cho cái thời hạn để yêu cầu họ là phải vận chuyển hết. Nhưng số đấy thì nhưng mà trong quá trình thực hiện thì nó cứ một là nó liên quan đến cái mỏ, điểm mỏ đấy thì họ cứ vẫn cứ lợi dụng, vẫn cứ tập kết thêm nên là nó chưa triệt để được thì nó vẫn còn. Nhưng mà cái này thì chúng tôi có văn bản rồi, xử lý rồi. Cái này nó không những là cái thẩm quyền mà xử phạt ở đây thì là công an tỉnh, vì là quản lý đường sông nó lại nằm ngoài cái thẩm quyền quản lý, thì năm nào cũng có xử phạt, thì cái này hồ sơ xử phạt thì công an tỉnh họ đang quản lý. Đấy, còn cái thẩm quyền liên quan đến là đang nói là nó đã tồn tại đấy, chúng tôi đang tổ chức khắc phục, nhưng khắc phục chưa triệt để, nhưng trong thời gian mà khắc phục chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Thế nhưng cái này mai nó không còn, mà nếu đủ thủ tục pháp lý rồi thì các hộ vẫn phải kinh doanh hoạt động theo đúng luật thôi. Với cách làm việc của vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hà, có thể thấy chính sự buông lỏng quản lý, quan liêu, bao che của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trung Hà đã giúp các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép này vẫn vô tư, ung dung hoạt động nhiều năm qua. Làm việc với hai chủ bến bãi, ông Trần Văn Sách và ông Đỗ Văn Cừ thừa nhận. Nó kệ gần sông thì chúng tôi như thế là tự chuyển đổi. Chúng tôi có người phạt rồi, công an cũng có phạt rồi. Thế có yêu cầu mình dừng hoạt động không? Tất nhiên là có, nhưng tôi giải quyết nốt cái tồn tại. Kể ra thì như thế, nếu nói đến luật pháp thì nó chưa có gì là đúng. Nhưng mà cũng bình thường, như tôi vài cát ở đây, quê chúng tôi sông đỏ cát bay thì như thế nào nó sai sàn đâu. Chúng tôi người thì giữa đi mua, bán có đâu phải đi khai thác được đồng. Chúng tôi chỉ có giấy phép hợp đồng nuôi trồng thủy sản. Mua lỗ thì quay sang làm buôn bán cát sỏi. Giấy phép bên thủy nội địa này anh có? Chúng tôi chưa có. Đây tôi thuê của xã trong chăn nuôi trồng thủy sản. À thế chung cái việc đó tôi thấy sai rồi. Thế thế thì sai đấy, bên pháp luật ở những cơ quan ấy là bên này của tỉnh tôi về đây xử lý phạt rồi. Đây điều kiện lý do nó dân ấy khó khăn đấy, chúng tôi còn số phát tồn là xin bán. Liên quan đến công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động gây ô nhiễm môi trường của các bến bãi trái phép và hoạt động của các xe quá khổ quá tải, ông Kim Ngọc Tú, trưởng công an xã Trung Hà cho hay. Về tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông thì lại trách nhiệm từ cảnh sát giao thông trở lên, còn em không được xử lý các phương tiện gọi là phương tiện di chuyển, còn em chỉ là xử lý lòng lề đường rồi theo đúng tính cái vi phạm giao thông tích thôi. Thì là thẩm quyền công an xã chỉ được có thế thôi. Thế còn vì xử lý các phương tiện giao thông mà vận chuyển đấy thì nó lại phải là
là của cảnh sát giao thông. Thì việc kiểm tra xử phạt thì nó do chức năng của lực lượng thanh tra giao thông này, lực lượng cảnh sát giao thông này, thì họ là làm theo chuyên ngành thì cũng chở có lần nào là có công văn yêu cầu xã phối hợp cả, cho nên các bạn chưa thực hiện. Có thể thấy, việc hoạt động của các bến bãi tại xã Trung Hà đã tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Việc phát triển kinh tế là cần thiết nhưng phải theo chiều hướng tích cực. Nếu để phát triển kinh tế mà tàn phá, đánh đổi môi trường, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, vất vả thì có lẽ là đang hại dân. Vậy trách nhiệm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc, công an huyện Yên Lạc đến đâu trong vấn đề này? Tòa soạn môi trường và cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.